Xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Thời gian vừa rồi thì là cháu Lực cũng nhận được là sự yêu quý của các bác là giúp đỡ cho hai ông cháu thực hiện một ngôi nhà. Tuy nhiên thì là thời tiết không ủng hộ, thành ra là cháu Lực lại phải tạm gác lại thêm một thời gian nữa. Để bao giờ thời tiết mà ủng hộ một chút rồi thì cháu Lực sẽ gấp rút là cùng mấy em thợ đi vào và triển khai cái công việc mà làm nhà cho hai ông cháu, để không cho để không đợi quý ông bà cô bác anh chị là đợi thêm lâu nữa. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực cái khoảng thời gian này cô bác nhé. Ở đây thì là nếu như các bác theo dõi được là những cái thước phim hay là những cái tin tức ở trên vùng cao Hà Giang năm nay thì phải nói là hưởng ứng một cái cơn lũ với lại cơn thiên tai rất là lớn của bác ạ. Có những hộ gia đình thì là mất mát, chỉ trong một đêm thôi đã mất mát cả cái tài sản của gia đình mình. Và hôm nay cháu Lực xuống nhà ông cháu thì hôm qua là ông có bảo là hôm nay là ngày cấy đấy các bác, và ông cũng bảo là một số thực phẩm là hết rồi, thành ra là hôm nay cháu Lực xuống mua thực phẩm xuống cho hai ông cháu và xem là cái mùa vụ này ông cấy như thế nào cô bác nhá. Hai ông cháu thì tất cả là hoàn toàn là đều nhờ vào là phần ruộng nương của mình để mà sống đủ một năm thôi cô bác ạ. Thời gian trước thì do là ông không đủ kinh tế để mà mua phân đạm này thì cũng không có đủ để mà ăn được. Và năm nay thì khi mà cháu Lực xuống chia sẻ đấy thì cũng được là thứ nhất là cô chú Trang Phương là giúp đỡ là cái phần phân bón về vụ năm trước đấy. Thì năm trước là ông có bảo là với cháu Lực là sau khi mà thu hoạch ấy là cái phần thóc ấy, phóc ấy, thì là được năng suất hơn cô bác ạ. Thì rất là mong là năm nay sẽ được các bác anh chị là hỗ trợ thêm là cái phân bón của hai ông cháu một chút cô bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, thì xin mời các bác là cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà hai ông cháu cô bác nhé. Hôm nay xuống thì cháu Lực cũng có mua thêm là mắm với lại là mì chính với lại thêm là dầu rửa bát, thêm là chai dầu ăn nữa, mua thêm mấy cốc chè nữa để một tí sợ rằng là có trẻ con ra các bác. Thời tiết thì vào buổi chiều như này thì nắng rất là đẹp các bác ạ. Nếu mà thời tiết mà cứ nắng như thế này thì là ủng hộ cháu Lực độ tầm là 3 ngày thôi. Thì đến ngày thứ tư thì cháu Lực sẽ cùng là xin phép là các bác cùng các bác ở bên thôn để họp thôn lại, xong lại sửa cái con đường từ trên kia xuống để cho thứ nhất là ô tô chở được vật liệu vào được vào, và thứ hai thì để xe máy lai được từ trên kia xuống. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là cấy được là 4-5 thửa rồi các bác. Không biết là hôm nay thì liệu là ông sò với lại là bé Mạnh là có cấy hết không. Mạnh thì năm nay mới chỉ có là năm nay thì lên 6 tuổi rồi đấy, và sang tháng thì là Mạnh là đi học lớp 1 rồi cô bác ạ. Thời gian rất là nhanh. Hiện tại thì cũng được là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là ủng hộ về cái vấn đề là vật chất lẫn cả tinh thần cho hai ông cháu rất là nhiều. Từ thật mà cháu Lực xuống chia sẻ với các bác thì hai ông cháu là có một cái ngôi nhà rất là xuống cấp ở tại cái chiếu nền nhà này. Nhà ông thì có hai con chó, nhưng mà con nào con đấy thì đều cũng đều thuần rồi các bác. Ông thì có lẽ là đi xuống dưới rồi, cháu Lực sẽ để đồ đạc với lại thức ăn ở đây đó, đi xuống dưới xem là các cô bác cấy hộ ông cấy như thế nào. Chè thì không biết là treo ở đâu đây. Treo ở đây cho bé Mạnh một chút đó. Buổi tối thì là hai ông cháu là ngủ tạm ở đây thêm một thời gian nữa cô bác ạ. Cái thóc của nhà ông là năm nay là được chỗ này này cô bác này, được hơn là 10 mấy bao. Đấy, bé Mạnh thì ra đây rồi. Hôm nay Mạnh đi đâu về ấy? Hả? Đi kia về à? Nào, chào con các bà cái nào.
Con chào các ông các bà. Hôm nay nhà mình cấy hết chưa? Hết rồi. Hết rồi à? Thế ai hộ cấy đấy? Có ai hộ cấy không? Có. Các cô à? Vâng. Đông người không? Biết đếm không? Bao nhiêu người? Có nhớ không? Bao nhiêu người? Thử đếm thế nào? Bao nhiêu người? Không nhớ được à? Không. Ồ, thế ăn chè không? Ăn chè không? Đi thế gì kia lấy cái thìa đi, có thìa không? Không. Không có thìa? Thế đi lấy cái gì về? Đấy chú quên cầm thìa xuống rồi. Có đũa không? Có. Đi lấy đũa về đi thế. Đi. Đi lấy đũa về ăn chè đi. Vừa rồi thì quên mất là không có cầm thìa xuống cô bác ạ. Có thìa đây, bảo không có thìa à? Có chưa? Có thìa chưa? Cái này là gọi là cái thìa nhá. Rồi. Thế hôm nay không có quyết ra à? Không quyết ra. Đây thế tí tí để lại cho ông để lại cho ông một cốc nhá. Rồi đây, để ra một cốc đi. Mày có lấy được không? Không lấy được á? Đây bỏ đây ra đây. Đây. Bỏ ra. Đây. Đói chưa? Chưa à? Nên ăn cơm với gì ấy? Nào. Đây, đây lấy cốc này đi, xong cốc này lại buộc lại. Đấy, hai cốc này lại buộc lại một tí. Hôm nay Quyết không ra hộ à? Đi lại trèo đây nhá. Trèo đây tí Quyết về thì cho Quyết một cốc này. Đây ngồi đây, ngồi đây ăn này. Cái cốc này rất là đẹp rồi các bác này. Cái cốc này thì là trước cũng được các bác gửi cho. Có bờ được không? Hả? Đấy, ngồi đây ăn đi. Ngồi đây ăn chè xong là một tí đi vào ruộng sau. Đấy, ra chú cầm đấy. Đây, đấy, trèo lên đi. Đấy, ngồi xuống. Rồi, ngồi ra kia kìa, ngồi ra kia kìa. Đấy, này, ăn đi. Cầm tay, tay cầm nha, tí nó đổ nhá. Có mời các bàn chè à? Mời các bàn chè đã. Đấy, khoanh tay. Con mời các ông các bà ăn chè. Rồi, ăn đi. Nhưng mà mạnh phải là ngoan nhá, lần sau chú xuống thì chú lại tiếp tục là mua chè cho nhá. Mày có thích ăn chè không? Thích à? Lấy cầm lên. Cầm cả cốc lên. Đấy. Xong rồi một tí lại ra ruộng tiếp nhỉ. Một tí có đi ruộng không? Một tí ăn xong lại đi nhỉ. Vừa rồi là thấy cháu Lực lên đấy cô bác, thì là Mạnh mới chạy lên thôi. Lần nào cháu Lực lên thì cũng đều là bé Mạnh là chạy 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 lên cả. Đấy, nhưng mà nếu mà lên mà kiểu không có cầm theo gói kẹo nào ấy là một tí lại đi ấy. Đấy, đang ở ruộng sắn quần sắn áo lên tận đầu gối. Ôi à, sướng thế nhờ. Con đây con gì ấy? Con này con gì ấy? Con cá à? À. Đấy. Chè này thì là hồi đến hôm chủ nhật cô bác, đến hôm chủ nhật thì người ta mới làm thôi. Nên là mỗi cứ cuối tuần là người ta sẽ làm một lần. Ông đi đâu rồi? Ông ở kia, ông đang làm gì ấy? Hả? Ừ. Nhưng mà ông đang cấy hay đang làm gì? Cấy. Ông đang cấy à? Anh cứ ăn từ từ nhá, ăn hết xong đi ra ruộng sâu ở nhà. Tối hôm qua Mạnh với lại ông ngủ đây à? Không. Hả? Không. Hôm qua có mưa to không? To. Mưa to. Đằng sau này thì là trước mưa của bác ạ thì cũng bị sạt này, cũng bị sạt đấy, nhưng mà giống được bảo ông làm một cái rãnh ở trên kia thì bây giờ không bị sạt nữa, tức là bị sạt một chút thôi. Cho hai ông cháu là bây giờ dựng tạm cũng như là làm một cái chòi để ở đã cô bác. Sau này thì sẽ sau này khi mà hoàn thiện thì sẽ cho hai ông cháu là đi xuống nhà để ở. Đấy, nhưng mà thời gian vừa rồi ấy, thì là mưa rất là nhiều cô bác nhá. Đấy, nhưng mà cái phần là thứ nhất là cái phần ở dưới mặt phần cửa đấy cô bác này là không có bị sạt các bác nhé, và nó chỉ bị sạt là ở cái chỗ mà ông dùng bạt che thôi.
với lại là thêm là bên kia thôi. Ở bên kia là do là cái rãnh nước trên kia chảy xuống ấy, thì nó mới bị sạt ở bên kia thôi. Và mấy hôm nữa thì bảo ông là sẽ hót từ trên kia ra, đổ đi xuống dưới kia một chút nữa. Chè, ăn chè có ngon không? Vâng. Có thích ăn chè nữa không? Thích. Đây sau xuống chú lại mua chè cho nhá. Vâng. Nhưng mà mày là phải ngoan nhá, nhớ chưa? Vâng. Ôi, có vẻ như là trời lại mưa rồi các bác này. Vừa rồi thì nắng này, bây giờ lại mưa rồi. Ở trên kia thì có vẻ như là có nhà nào đang gặt đấy các bác. Tít cho xa xa bên kia thì các bác nhìn thấy là có một gia đình là người ta đang gặt đấy. Đang gặt như thế thì vườn nắng rất là đẹp này. Ok, có một bạn nhỏ đây. Gọi chị kia ăn chè đi. Bảo chị ăn chè đi. Để. Hả? Mà đây áo tụi má. Mà đây áo tụi má. Ông thì cũng ông thì vừa mới về của bác ạ, chắc là đi xuống dưới xem nước xem nôi này. Ăn hết đi. Yeah. Hả? Đi danh à? Ăn hết đi. Yeah. Lấy cho chị một cốc nào. Lấy cho chị một cốc nào. Đây lại con của chị của Quyết đúng không? Đúng. Thế ngồi đây. Đây ngồi đây ăn chè đi, lấy cho chị một cốc. Cho hai bạn nhỏ là mỗi người một cốc chè. Sắp cái hết chưa ông? Sắp hết rồi à? Ấy. Hôm nay Quyết đi đâu rồi? Quyết đi. Quyết là đi quê đi kia rồi à? Hôm nay là cũng ra hộ Mạnh cái à? Đấy. Năm nay thì lớp mấy tuổi rồi? Năm nay thì học lớp mấy rồi? Hôm nay học lớp 3 rồi à? Hay lớp 3 thôi nhưng đã biết là đi theo mẹ là đi ra ngoài ruộng ngoài đồng rồi. Đấy. Cho con ăn, mẹ ăn không? Ăn đi. Nhưng mà giờ đi ra kia tìm một cái thìa đi. Đi. Cái thìa này đũa để ăn đấy. Ăn đi mẹ, ăn hết à? Lấy thìa đâu? Thìa đâu? Ra đây, chú mở cho. Mở đi. Đấy, vừa từ trên kia lên là thời tiết rất là nắng các bác. Nhưng mà xuống cái này là ngồi được độ tầm là 4-5 phút là thấy là trời lại tiếp tục là mưa rồi này. Ăn hết một cốc này chắc là cũng no đây nhờ. Ăn miếng nhỏ thôi. Ăn từ từ thôi nhá. Nhớ là tí để cho một cốc nhá. Đấy, có thìa rồi à? Đấy, ăn đi. Hai chị em ăn đi. Mạnh ngồi lên trên một tí cho chị ngồi. Năm sau là Mạnh đi học cùng trường với lại chị gái chị nhà. Phải không? Thế là ăn cơm là có ăn cơm trong trường không? Có. Ở đây, mời các ông các bà ăn đi. Con mời các ông các bà ăn chè đấy. Con mời các ông các ăn chè. Rồi, hãy ăn đi. Hôm nay thì bảo là mua, thường thường là cho lực xuống đấy các bác. Thì có ba bạn nhỏ, đấy, có cả Quyết nữa. Hôm nay là Quyết thì không có ở. Vừa rồi trời mưa thì lại về à? À đấy, bây giờ lại tạnh rồi đây này. Đây, thời tiết này bây giờ lại tạnh rồi các bác. Bây giờ không thấy mưa nữa rồi. Thế là ăn chè xong rồi một tí lại đi xuống ruộng tiếp nhỉ? Ông thì đang hút thuốc lào ở bên này này các bác này. Ông thì món thuốc lào này là không bỏ được rồi. Ông ơi này. Sắp hết chưa ông? Sắp hết rồi à? Ông gửi một lời chào tới các ông các bà không? Các em các chị nhá. Hôm nay nhà ông làm gì đấy?
cấy ruộng. Đây là cấy ruộng à? Vâng. Hôm nay có bao nhiêu người hộ không? Có 3-4 người. 3-4 người à? Thế là hôm nay thì có liệu có hết không không? Hết mà. Hết à? Và mở nó sắp hết rồi. Và hôm qua thì ông bảo là hết mì chính nhá, thì cháu cũng mua cả mì chính với lại cả rau rửa bát cho. Vâng. Để một tí mạnh, để một tí là cho bát ông còn không? Bát còn mấy cái. Bát còn mấy cái à? Nhưng mà đủ chứ không? Hả? Đủ chứ, bát đây. Bát thì chưa đủ. Đúng rồi. Ôi, ông hút thuốc lá y thường nhá. Cái bài thuốc lào này thì là ông từ lúc thanh niên rồi các bác. Đấy. Ông biết hút thuốc lào từ năm bao nhiêu tuổi không? 17, 18 tuổi là biết hút rồi à? Thật sự. Công nhân cầu đường làm đông người hút thì không hút không được. À. Cũng bảo không không hút thuốc rồi đi làm đi. Thế là hút thuốc thì mới được nghỉ ngơi hả ông? Vâng. 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 Thế là một tí là nấu cơm ăn cơm luôn đây chứ không? Vâng. Thế nhưng mà sáng nay mưa thì ăn cơm ở đâu không? Sáng nay ấy. Sáng nay là mưa ăn cơm ở đấy á? À, thế là sáng nay là ăn cơm tại đây hả ông? Sáng, chỗ này thì ngồi được tầm bao nhiêu người không? 6-7 người á? Ngồi, nếu mà ngồi nhiều còn sợ là sập đấy ông nhỉ? Đấy. Vâng. Tung đầu. Một lũ thổ vào cái tung đất đi. Vâng. Chắc nó chia hết nó hai cây nữa. Vâng. Hôm nay không có gói mì chính to cho nên là cháu mua hai gói ông ạ. Vâng. Cháu mua muối thì ông còn đúng không? Vâng. Cháu mua mì chính với lại thêm là một chai rượu bát nữa, thêm là một chai dầu ăn nữa. Ông ăn chè không? Ở kia còn một cốc chè không? À, tí ông ăn sau không nhá, nếu mà ăn đây. Mạnh thì ăn rồi, tí xin cho mạnh nữa không ạ. À, bây giờ thì có cái tách nước này vào thì cũng rất là tiện các bác ạ. Nước thì có thể là dự trữ được lâu hơn. Nhưng lúc mà không dùng đến nước thì ông thả lên trên ruộng của bác này. Bên kia thì các bác nhìn thấy là nước về rất là mạnh này. Đấy. Đấy, bây giờ mà không thả ruộng thì thả cái tách này đầy quá thì nó cũng tràn hết ra đây. Lúc nào mà tách thì gần hết thì lại bơm lên ông nhỉ? Ông có đi xuống ruộng không bây giờ ấy? Vâng. Hai ông cháu mình đi xuống ruộng đi ông nhỉ? Đấy. Vừa rồi thì ở trên chợ cái thì còn 3 cốc thôi. Đấy, cho nên là cháu mua xuống là cho mạnh với lại thêm là cả bạn gái nhỏ nữa, ông thêm một cốc nữa. Ôi, mạnh thì ăn xong thì đang chuẩn bị là đi xuống cái ruộng cái trước rồi của bác này. Cầm theo ông điếu đi cho ai không? Cho bác à? Cho bác nhà Quyết à? Tối hôm qua thì ở đây là có mưa nhiều không ông? Có chứ. Có à? Thế nào cũng mưa phải không? Vâng. Đấy, bây giờ thì ông cấy ruộng xong ấy, thì xem là mấy anh em đội thợ xem là mấy anh em làm ruộng tới đâu đó. Rồi thì chắc là có khi là sẽ lấy vật liệu vào đây ông ạ. Đấy, còn một số cái thì là sẽ là ông sẽ tự vận chuyển ông nhá. Ông sẽ phải nhờ hàng xóm đấy. Nhờ hàng xóm để mà vận chuyển thêm một số thứ. Đợt này cháu lấy vào là cháu sẽ lấy đủ vật liệu vào luôn ông ạ. Chứ cháu không lấy một từng chút một đâu. Vâng. Vâng, đấy thì chắc chắn là trong đợi hết tuần này đã rồi thì cháu sẽ lấy vào. Nhưng mà nếu mà cái gì mà chuyển không hết ấy thì sẽ để lên trên nhà của anh Phòng. Vận chuyển hết xuống nhà của anh Phòng đó. Rồi thì lúc nào mà hai ông cháu mình rảnh, hai ông cháu mình sẽ đi thao về từ từ. Đấy, có ai giúp thì mình cũng là có một người giúp thì hai ông cháu mình cũng làm. Đấy, có những cái thì là ở nhà của ông thì cũng làm hết rồi cho nên là... Sao là bà mẹ
Đừng đi ạ. Thế đừng bật mà ra nó tỉnh. Mày lấy cái bật cái che đi mày. Lấy bật cái che đi. Bật bật dưới kia kìa. À. Đấy, dùng đúng bật bật che đi, kéo đi. Đấy, dùng che kết, che cắt lại vào đi. Không dùng che thì mấy nữa lại khi mà mưa to lại trôi xuống hết đấy ông ạ. Nó bị nữa bà. Là con nào này. Đừng có trèo đi nghịch cát nha. Trẻ con thì không thể tránh khỏi được gọi là nghịch cát cả cô bác ạ, trẻ con đấy. Đấy, quay trở lại cái câu chuyện mà vừa rồi cháu nói đấy ông, là sẽ trong tuần này thì khi mà cứ đợi hết tuần này đã. Rồi thì vật liệu cháu lực cháu lấy vào ấy, xi thì là anh em đội thợ là sẽ tự làm rồi. Còn ví dụ như sắt với lại tôn ấy thì thêm là có gạch cái gạch hoa ấy. Gạch hoa thì là sẽ là làm là mình sẽ vận chuyển một chút ông ạ. Đấy. Còn có một cái thì không thể khoán được cho mấy em thợ hết cô bác ạ. Những cái gạch hoa này thì dùng xe máy lai từ trên kia xuống là sợ rằng là sẽ bị vỡ ông ạ. Đường nó đi khó ấy. Vâng, lấy cái điệu thôi, mỗi một lần điệu thì sẽ được một hộp rồi. Mạnh là cứ chơi ở đây là gọi là chơi xếp gạch này cô bác này. À không phải là cô bác ạ, lấy đợt này là lấy gạch là đi đậy trên 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 cái tấm bạt mà vừa che ấy. Mạnh thì không biết là tự giác, tinh thần tự giác rất là cao đấy. Chỉ cần bảo thôi là em ấy tự biết làm rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống dưới xem là có bao nhiêu người giúp ông ấy cô bác ạ. Cô bác vừa rồi thì đang ngồi trên kia thì thời tiết là mưa nữa, bây giờ lại nắng rồi. Đấy là lúc nắng lúc mưa cô bác ạ, thời tiết này ấy. Bé Mạnh thì là đi tít xuống cái kia rồi. Còn ở đây thì có ba bạn nhỏ là đang cấy này cô bác. Đấy, ôi ở đây thì có ba bạn nhỏ. May là vừa rồi cháu Đức còn mua kẹo để trong cạp nữa. Một tí sẽ các em nghỉ rồi thì cháu Đức sẽ cho các em sau. Đấy, mấy bạn nhỏ thì cũng xem là tuổi nhau thôi. Đấy nhưng mà rất là giỏi cô bác ạ. Đi biết là đi ra ruộng ra đồng từ rất là sớm. Ở đây thì nó như là một cái thói quen rồi, một cái thói quen rồi, thành ra là khi mà đi ra ruộng ra đồng với lại bố mẹ đấy là cũng biết làm luôn này. Cấy rất là đẹp các bác, hàng nào hàng ấy thì cũng thẳng hàng ấy nhỉ. Bên này thì có mỗi là mình là vợ anh Phong thôi. Hôm nay anh Phong đi đâu rồi chị? Đi nhà người ta ăn cố á? Ờ thế hôm nay có một mình chị xuống hộ thôi à? Thế là cũng sắp hết rồi đấy chị nhờ. Chắc là đến tối mới hết nhờ. À không biết có đủ mạ không á? Rồi. Thế là thiếu mạ là phải đi xin rồi. Ôi Mạnh cái ở dưới kia này. Mạnh định một mình cấy một thửa à? Hả? Lên đây này, cấy đây này. Cấy đây này. Định một mình cấy một thửa à? Đấy. Đây, Mạnh là không đội mũ cho nên là phải lấy mũ cho đội đã. Rồi, đi cấy đi, xem nào. Đấy, cấy với cô đây này. Đấy, ông thì cũng đang chuẩn bị là đi xuống rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì ông là cầm mạ để mà để từng thửa một đấy. Đấy, thử cấy như nào. Năm gần 6 tuổi rồi cô bác nhé, gần 6 tuổi rồi thì gọi là làm thì vẫn còn hơi vụng về một chút đấy, nhưng mà tuy nhiên là vẫn biết cách để mà cấy rồi.
lại tầm mạnh thì là cháu được sẽ dạy em ấy là từ từ, có thể là trong thời gian tới khi mà ông khi mà mạnh đi học với cô bác, ông ở nhà sẽ một mình là sẽ lủi thủi là nhiều hơn, nhưng mà thỉnh thoảng cháu được sẽ xuống và cuối tuần thì là mạnh cũng về một lần. Ông thì cũng ra kia rồi. Kéo mà chưa được kéo không? Làm được không? Mạnh ông thì liệu có đủ không ông? Dạ? Chắc cho bao nhiêu cây đấy không? 1 cây, 2 cây. Cho 1 cây, 2 cây rồi à? Cái này đủ tháng chưa ông? Cái mạ này ông ấy. Cái thẳng thẳng vào mày nhá. Được chưa? Mạnh là chỉ cấy được một hàng thôi nhờ. Nhưng mà sau này đi học là phải học, là muốn học hơn chứ không phải là muốn làm ruộng hơn nhá. Nha mạnh nhá. Chưa mày nữa ở nhà suốt là muốn đi làm ruộng hơn là muốn đi học ấy. Không đổi à? Đổi mũ đi. Đổi này. Đấy, đổi như này, làm đi. Đỡ đen hơn đấy, chứ nhìn mạnh đen quá rồi. Mày nó thành mạnh đen đấy nhỉ. Ôi, có vẻ cái gần quá rồi. Thi đua cái mạnh nhá. Ơi lô mẹ ngay lọt lắng luôn, có đẹp tao mới lô mà nè. Mới làm khảo được hả? Mày nữa là mạnh là có ở trong trường không? Chưa được đi xin á? Thế là ông làm nốt ruộng không à? Đi mới đi làm giấy tờ cho mạnh à? Vâng. Nhưng mà mày có ở trong trường không? Hả? Ở á? À? À. Hôm nay là cũng chỉ có là ở trên kia thì có thêm là một anh với lại thêm là một chú nữa. Bên này thì hầu như là có một chị là lớn hơn thôi, là vợ của anh phòng của bác ạ. Mày ơi, mày à, mày không biết là bỏ đi đâu rồi. Sang bên kia xem là mày làm gì ở bên kia đã. Thanh niên này không biết là đi đâu đây. Đây phải nói là phải nói là các bạn nhỏ trên vùng cao đấy cô bác ạ, thì hầu như là biết là làm ruộng làm nương rất là sớm rồi. Ở đây này mưa to quá thì ra là bị quấn hết cả cái phần đất mà trước mấy em thợ là lấp đây rồi. Không biết anh này thì đang chuẩn bị làm gì đây, chắc là ra đây ngắm ngắm sông suối sao ấy. Sao đấy hả, nhìn cái gì đấy mạnh? Nước to không? To. Có sợ không? Sợ. Đừng có đi xuống cái kia nhá, trôi đấy. Ủa, nước này thì là vừa mới mưa một chút thôi cô bác ạ. Vừa mới mưa một chút thôi mà cháu được nhìn thấy là nước suối rất là to. Như là vào cái thời điểm mà trước lúc mà cháu được cùng với lại mấy em thợ là đi vào đây lấy cát đấy cô bác, là nước là không có như thế này đâu. Đấy, vừa rồi thì là ở đầu nguồn cái là mưa cô bác ạ, mưa nhiều thành ra là bây giờ chảy rất là lớn. Đấy, hôm nào mà
Hôm nào mà trời thời tiết mà mưa to hơn ấy là nước là dâng đến tận là đến đây này cô bác này. Ôi mẹ cẩn thận nhá, không được đi xuống kia nhá. Đừng có tự ý là chạy ra đây mạnh nhá. Được chưa? Được chưa? Vâng. Rồi. Đấy. Đến lúc mà thời tiết mà mưa nhiều hơn cô bác là nước là dâng đến tận đến đây này. Nó rất là nguy hiểm. Đây, đi cày tiếp đi. Đi cày tiếp đi. Bố thì là bị lừa sang Campuchia rồi. Đợt mà cháu Lực xuống chia sẻ đấy các bác ạ, thì có còn liên lạc được với lại anh một khán giả là bên Campuchia đấy. Nhưng mà sau một cái thời gian ấy thì là chắc là cũng không có tin tức gì, thành ra là không thấy anh ấy liên lạc với cháu Lực nữa. Đấy, rất là mong là sẽ có được một chút thông tin nào về bố của Mạnh để mà làm sao mà đưa được bố của Mạnh là về đoàn tụ, về chăm sóc cho ông, về là lo lắng cho Mạnh nữa. Đã thiếu đi là tình cảm của người mẹ rồi, mà trong khi đó thì bố lại đang hiện tại là đang bị lừa mất. Trồng cái gì đấy, trồng thế làm sao mà sống được Mạnh. Đấy, nhổ dưới kia ra một cái chậu mà lên đây để trồng ở đây đấy. Đi cày đi. Cái đi. Đây, hôm nay thì là chắc là mẹ của Quyết là cũng bận, thành ra là không xuống được cô bác, cho hai bạn nhỏ xuống là để mà cấy công. Có thể là đến chiều tối nay thì có thể là sẽ hết cô bác ạ, nhưng mà xem là có đủ mạ không. Mạ ở đây thì ông thấy bảo là thiếu. Suối này bây giờ chảy to ông nhỉ, suối này ấy. Vâng. Mạnh cầm cái này đi xuống cái kia đi Mạnh. Cầm đi xuống đi, cầm một quả đi đi. Đấy, cầm đi. Đấy rồi. Đấy, cháu Lực sẽ cùng Mạnh là xách mạ này để mà đi sang thửa khác. Ở đây thì có thêm là hai anh hộ nữa. Cấy như này thì bao lâu nữa thì mình mới bón phân hả ông? Cấy như này bao lâu mới bón phân? 15 ngày là mới bón phân à? Đợt này là bón phân NPK là bón gì không? Bón phân nạm à? Vâng. Có tiền mua chưa ông? Chưa có. Chưa có. Năm trước thì là có cô chú là sang Phương là hỗ trợ ông nhờ. Đấy, rất là mong là năm nay sẽ được là cô chú là đồng hành cùng nữa để mà giúp đỡ ông là một bao đạm. Một bao đạm thì là mấy trăm nghìn ông? Trước cháu mua thì là 550, nhưng mà không biết là đợt này là bao nhiêu. Ừ. 600 á, lên giá rồi không? Thời tiết đến bây giờ thì lại tiếp tục là nắng. Chứ, nắng rất là oi cô bác ạ. Mạnh thì đã chạy đi hẳn tít xuống cái thửa dưới kia rồi. Không biết là may hôm nay là còn có người ra giúp ông ấy để làm ấy, chứ không là không hết được đâu. Chú với lại anh thì cũng cấy giỏi đấy nhở.
hàng nào hàng đấy thì cũng đều thẳng. Còn nào máy thửa nó chưa có mạ không nhỉ? Mạnh thì không có mạ. Đi tít xuống bên kia cô bác ạ, Mạnh nhé. Hình như là đi xuống bên kia cái thửa bé trước hay sao ấy. Lực thử đi xem nào. Mạnh cấy ở đây à Mạnh ơi? Hả? Cấy ở đây à? À không phải là cấy cô bác ạ. Mà là ra bên này thì hình như là nghịch đất hay sao ấy. Cấy đi. Đi lên trên cấy đi Mạnh ơi. Nhưng mà hầu như gọi là chỉ có chơi là chính thôi cô bác. Còn làm là phụ thôi. Còn là máy thửa là từ trên kia này xuống này bây giờ ấy. Máy thửa dưới này ông không làm nữa à? À là dùng tay để làm thôi không? À, tức là máy thửa dưới này là ông bảo là không có lấy được xe máy để mà đi xuống không bác ạ? À không lấy được máy cày đấy, tí nữa thì xe máy nhầm. Phải nói là làm nhà ở cách xa đường lớn thì rất là khó khăn cô bác ạ. Ở đây thì cũng rất là nhiều, trước khi mà cháu được quyết định làm ở đây thì cũng nhận được rất là nhiều những ý kiến của các bác là làm nhà gần mặt đường cho hai ông cháu đấy, nhưng mà nếu như các bác đặt ở cái vị trí hiện tại của cháu Lực đang ở thì các bác mới hiểu được rằng là đất, về phần là ruộng đất ấy, thì là nó quan trọng đối với lại là một hộ gia đình bà con ở trên vùng cao này như thế nào các bác. Hầu như là bây giờ hai ông cháu nếu mà lên trên để mà ở đấy, để mà buôn bán ấy, thì không thể mà sinh ra được lời lãi để mà mua được gạo đâu. Những cánh đồng ruộng như này thì là có, nếu mà chăm tốt phân bón là đều thì có thể là còn dư thóc ra nữa các bác, chứ không phải là không dư đâu. Ở đây là do là hai ông cháu không có trước kia là không có tiền để mà mua phân đạm này, kali này để mà bón ấy. Mẹ không biết chạy ra đây để nghịch cái gì nữa đây. Máy cày của nhà ai đây? À máy cày của nhà anh à? Đang chuẩn bị lấy đi về anh. Đây bây giờ lấy đi về thì lấy vác đi chứ anh. À. Để đây mấy nữa cày nương đây luôn à anh. À. Đây là đang thay bánh hay là sửa đây anh? Tuột ốc à?
bây giờ thì chỉ còn vài thửa thôi là cũng hết rồi các bác. Chắc đó tầm độ là 20 phút là cũng hết rồi. Ông thì tranh thủ là ra đây là lấy một chút cây cây rong để mà lấy đi cho lợn nữa. Nay là chưa có phải trồng không ông? Cái này như kiểu là có rau răm hay không nhỉ? Đúng không? Cái này là rau răm thật xịn luôn đấy. Ông để rơi bên này là sau này là có nấm lên đấy ông nhỉ? Mày cứ tuốt xong là để rơm như này là mày nhớ là có nấm rơm ấy. Mệt không? Hả? Ây giời ơi. Có mệt không hả mày? Chú hỏi em là ngồi đây xem nào. Ngồi ra đây tí. Mày ngồi ra đây tí, ngồi ra đây một tí. Mai chú lại lấy chè cho. Chạy đi đây đi. Đang vui các bác ạ. Ông lại nhặt lên cho đấy chứ. Đội đi về nhà đi. Không thì ra kia cấy nhá. Mày khơm cái này đi về này, cái này. Rau rồi này. Đây. Mày ơi. Chạy ra tít bên kia rồi. Này ông, đi đường nào không? Đi ông đi trước đi. Rồi. Là tối nay là có hàng xóm giúp là tối nay thịt con gì không? Tối nay mổ con gà bé à? Những lúc mà hàng xóm ra hộ đấy là ông cũng có gà để mà thịt các bác ạ. Mà nếu mà không nuôi là nếu mà lười là không nuôi là không có gì đâu. Hai ông thì mặc dù là rất là vất vả đấy cô bác đấy, nhưng mà cũng nuôi thêm là trâu này là ông đi nuôi giói, là mỗi người sau này được thì mỗi người sẽ một nửa. Rồi có thêm cả lợn nữa, gọi là cả gà nữa. Cái chỗ này sau này lại có khi lại đào thêm đấy ông ạ. Chỗ này này sang tuần ông nhỉ, cái này sang tuần thì mới đào được. Này anh này, cái rau răm này anh. Thế bảo thế ông bảo là đấy để vào gà. Mày không biết là đang nghịch cái gì với kia này. Những cái thửa to thì đã cấy hết rồi các bác, còn những cái thửa nhỏ nhỏ dưới kia thôi. Thửa nhỏ dưới kia thì độ tầm là 10-20 phút là hết rồi. Mày lấy cái cặp chú dưới kia đi, lấy cặp chú để dưới kia. Đi, lấy cặp chú để dưới kia đi. Để trên lán nhá. Ở đây thì có anh đang chuẩn bị là nấu cơm rồi các bác ạ. Để xuống kia kìa. Đây, ông lấy cất một chút đi, xong là tí cho mấy bạn nhỏ nhỏ dưới kia ông nhé. Mạnh thì cho ăn một chút thôi Mạnh nhé.
đấy, công việc hôm nay cháu được đi xuống các bác ạ, thì có những cái hình lại công việc mà nhà hai ông cháu cấy trong mùa vụ mới thôi. Đấy, mong rằng là sau khi mà cháu được đăng tải các phim này thì sẽ được cô bác anh chị rất là mong sẽ được các bác là đồng hành để mà hỗ trợ ông về cái khoản phân bón để cho năm sau ông cũng được một cái vụ bội thu cô bác ạ. Bây giờ chắc là độ tầm 20 phút nên là cũng hết rồi ông nhỉ bây giờ ấy. Đây là tối nay là ông bắt thịt gà. Bắt mấy con ông tối nay ấy? Gà bé. Dạ. Hai con à? Vâng, con cháu lại thật cháu thấy là cũng ít người thôi nhỉ. Cũng có trẻ con này, người lớn cũng có. Đấy, hôm nay cũng không có gì thay đổi cả cô bác ạ. Đấy, sẽ hứa với các bác là trong thời gian tới khi mà ông cấy ruộng xong đấy cô bác, cấy ruộng xong với lại thêm là nhà của hai anh em thợ nữa, hai anh em đội thợ nữa thì cháu Lực sẽ đi vào và sửa đường xong là sẽ gọi, sẽ lấy vật liệu và đi vào thôi. Biết rằng là trời mưa rồi cô bác, nhưng mà bây giờ không thể chậm chế được nữa. Mưa thì nó cũng có lúc mưa lúc tạnh đấy, nhưng mà cháu Lực sẽ mua thêm bạt để mà khi mà đi lấy, khi mà có xi vào ấy, có xi vào thì cháu Lực sẽ phủ thêm rất là nhiều bạt để không cho nó xi nó bị chết, thì sẽ cho mấy anh em thợ là vận chuyển xi hết xuống đến đây đó. Đấy rồi còn là những thứ khác thì có thể là để ở nhà anh thợ, nếu mà mình không vận chuyển hết ông ạ, để làm nhà, để nhà anh Phòng, hay để nhà anh Phòng xong là mình cứ chuyển dần dần xuống. Đấy bây giờ thì lấy xi với lại lấy sắt về làm anh em thợ là làm được rồi. Đấy, có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Đấy, ông thì bây giờ ông có đi xuống ruộng không hay là ông nấu cơm không? Không, đi cắt cỏ ở trâu một tí à? Thế là cho bố Quyết là nấu cơm thôi à? Thế ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bà không? Các bác nữa. Chào các bác, các chị nhá. Thế mày ăn hết chưa? Hả? Vẫn đang mải mê ăn này, các bác lại đổ hết cả vào mồm cơ. Rơi hết rồi. Phải sang năm sau là không 5 tuổi đâu ấy, 6 tuổi đấy, nhờ, năm sau ấy. Vậy nào, bây giờ khoanh tay chào các bà nào. Khoanh tay chào tạm biệt nào. Chào tạm biệt các ông, các bà. Rồi, bye bye các ông bà nào. Đấy, chúc các ông bà sức khỏe nào, thế nào. Chúc các ông, các bà sức khỏe. Rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.